Rồi, chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật ha. Mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại em nha, 0348308843. Rồi mọi người xem cái cập nhật mấy món hàng nó bán hay chưa, mọi người bấm vô cái tiêu đề của video ha. Em cập nhật đó mọi người xem rồi liên hệ mua hàng ha. Mình theo dõi mấy cái video mới, mình bấm vô cái đăng ký kênh ha, để mình theo dõi nó thông báo về cho mình, điện thoại về cho mình biết là có cái video mới luôn ha. Rồi hôm nay là cái video 77 ha. À, đầu tiên là hai con dao nha mọi người. Em bán là nguyên bộ luôn nha, ví dụ như mỗi mã là nguyên bộ, em không có bán lẻ ra nha. Bây giờ là hai con dao ha, đây con dao này, con dao đa năng. Nó làm bằng thép ha, rất là dày. Đây kích thước nó nha mọi người, 22 cm ha. Cái chiều dài cái lưỡi là 10 cm ha. Rồi, với con dao này, con dao bằng thép, lưỡi nó rất là bén nha. Lưỡi nhìn vậy thôi chứ rất là bén ha. Dao làm thủ công, dao này nó có cả cưa luôn, là con dao đa năng có cả cưa. Như một chức năng nữa nè, cái cây soi nhọn nhọn. Đây kích thước nó nè, 13,5 ha. Cái lưỡi này thì khoảng 9 cm. Rồi hai con dao ha. Hai con dao này có mã là 7701, giá 350.000. Rồi tiếp theo là một cây mỏ lết. Đây là mỏ lết của Super ha. Còn rất là đẹp. Với một cây này là mở cho anh em làm xe, làm xe mô tô, ô tô nữa. Mở mấy cái cục nhựa trên cái dàn áo á. Nói chung mở đồ nhựa để dùng để nạy nạy nó lên nha mọi người. Là nó có cái thế đòn bẩy là để nạy lên, kẹp vô cục nhựa cái mình nạy lên, chức năng nó là vậy. Rồi hai món này em đo kích thước cho mọi người ha. Cái mỏ lết nè, 24 cm. Cái miệng nó kẹp được 36 mm ha. Đây là cái cây cây này 19 ha. Đó. Rồi hai món này có mã là 7702 ha, giá 300.000. Tiếp theo là một cây cạo Bavia của đây. Của XGN. XGN là thương hiệu, nó làm người đồ rất là chắc nha mọi người. Thép vuông này rất là cứng. Ở đây mình cạo cái cây này đó, dùng để cạo sắt thép luôn ha. Ví dụ như cái ống sắt mình cắt đi, ống sắt hộp á, cắt đi rồi nó còn cái bavia dính đó, cạo đi, hoặc cạo trên nhôm cũng được, đồng cũng được, cạo ống đồng cũng được, cái miệng đó rất là đa năng, hai lưỡi còn mới tinh.
Rồi cái bộ này là hai lưỡi mọi người. Rồi cái cạo ba vê có mã là 7703 ha. Giá 200 ngàn. Đây là kích thước nó nè. Rồi tiếp theo là một cái vị nướng. Với lại một cái, đây là cái vị nướng. Vị nướng của Nhật ha. Đây nó sơn tĩnh điện rất là đẹp. Mới tinh chưa sử dụng. Vị nướng của Japan luôn. Với một cái đồ hấp bánh. Đây, nướng bánh ha. Đó. Cái này nó bằng nhôm nha mọi người, bằng nhôm đúc rất là dày luôn. Cái này một ký mấy á, nó nặng rất là, một ký mấy. Đây kích thước nè. Hình vuông ha. À, gần như vuông 14 với 16 nha. Đây bên trong. Đó. 3 phần rưỡi ha. Rồi đem cho cái vị nướng luôn nè. Đó, 24,5 cm. Chiều ngang là 14,5. Rồi hai món này có mã là 7704 nha. Đây hai món. Giá 350 ngàn. Rồi tiếp theo là một cái ấm đun nước của Nhật nha mọi người. Ấm này của thằng đây của Japan ha. Japan sản xuất. Của Vaseo. Thương hiệu Vaseo luôn nha mọi người, Vaseo Cut. Này ấm này nó có cái nút còi hú à. Nước sôi nó sẽ kêu. Đó. Còn mới tinh chưa sử dụng không à. Đây. Ấm này khoảng là ở đây nó bị cấn tí xíu nha, do vận chuyển nó cấn tí xíu nè. Đó. Mọi người xem giùm ha. Đây là water 3 lít nha mọi người. Cái ấm này nó có dung tích là 3 lít. 3 lít nước luôn. Rồi cái ấm có mã là 7705 ha, giá 450 ngàn. Đây kích thước nó 20. Chiều cao nè. Rồi. À, tiếp theo em về được cái bộ máy khoan pin của Panasonic. Cái bộ máy khoan này rất là hiếm gặp mọi người. Pana 7V2 pin lithium ion ha. 7V2. Cục pin này zin luôn ha. Sạc vô ok luôn. Cái máy này nó đa chức năng ha. Đây là có khoan nè. Cấp trượt, 5 cấp trượt để mở vít nè. Đó, 5 số để mở vít. Bên trong bên trên này thì nó có chức năng búa nữa. Búa tự động để mở vít nặng. Cái này mở nhẹ ha. Mở vít đồ nhựa. Còn này búa. Bật xuống dây là sử dụng búa. Đó. Nó có búa. Lên là xài bắn vít với là khoan. Đây là khoan. Đây Panasonic. Hàng thị trường Nhật ha. Máy này nguyên zin luôn, chưa có bung ha. Điều tóc ok luôn. Búa đó nha mọi người. Đó bật xuống là sử dụng búa.
Con này 7 phần 2 thì mình dùng máy nó thì cái sức mạnh nó thì có hạn, dùng mấy đồ nó số đồ nhỏ thì ok, nó cầm rất là nhẹ tay, vừa tay. Đây là có móng móc chèo lên lưng quần luôn nè, khi sử dụng rất độc. Rồi kèm theo nó là một bộ là nó có cục sạc luôn ha. Đây cục sạc nè, cục sạc zin luôn ha. À, nó bị nứt tí xíu nè mọi người, nhưng bên trong không ảnh hưởng gì. Cái này mình cắm được điện 220 luôn nha mọi người, xài được điện 220 nên mọi người khỏi sợ bị nhầm ha. Rồi cái bộ này có giá là 1.900.000 nha mọi người, mã là V706, giá 1.900.000. Là máy với cục pin với sạc. Rồi tiếp theo là hai cái bình nước. Cái bình nước của Nhật ha. Đây. Còn khá là sạch. Hai cái bình nước nhỏ ha, đây. Đó. Bình rất là nhỏ, size 20 nè. Đường kính là 7. Đây cũng khoảng 20 ha. Đường kính 8 ha. Rồi em bán hai cái bình luôn nha mọi người. Hai bình này có mã là B707 ha, giá 300.000. Rồi tiếp theo là hai cái cử mài, cử dũa mọi người. Cái cử này là cử dũa. Đây thằng này là của Đức ha. Đây cử dũa của Đức, nó kèm theo cái lưỡi dũa của Đức luôn nè. Đó. Đây là nó là cử dũa mép, nó sẽ dũa được cái lớn này dũa được 88 độ nè, mép 90 độ, mình chuyển qua đây hình mép 90 độ, cái góc vuông 90 độ mình dũa cạnh. Còn bên đây mình có thể điều chỉnh được từ 87 đến 90 độ. 87, 88, 89 nè, 90. Đó. Chỉnh đây nè. Đó. Để vô ra nó sẽ có độ nghiêng. Đó một cặp nha mọi người. Rồi một cặp cử dũa này là có mã 7708 ha, giá bán 400.000. Tiếp theo một cây cưa sắt. Cưa sắt của Nhật. Đây thương hiệu này Handy sắt. Lưỡi của Nhật luôn, lưỡi zin ha, của Nhật. Đây. Đây là lưỡi zin, nó một lưỡi cưa sắt nè. Lưỡi này lưỡi cưa gỗ ha, lưỡi hơ hơn, một mặt hơ hơn để cưa gỗ. Đó mình sẽ gắn vô như vậy. Nới cái này ra, gắn vô. Đây kích thước đó nè. 29 cm thôi. Cái mặt cưa được là 12. Đây cái độ rộng là 3 ha. Rồi cái bộ cưa sắt này có mã 7709 thôi, giá 200.000. Rồi cuối cùng là hai món như này là mọi người. Một cái đây. Một cái quánh nhỏ ha, có nắp luôn. Quánh nhỏ có nắp tráng sứ. Đây là hàng nội địa Nhật ha, nó tráng sứ. Nó tráng sứ bên trong luôn, nó chưa sử dụng. Có cái nắp luôn mọi người. Cái này thì kích thước nhỏ. Đây. Đường kính cỡ 15 á. Chiều cao là 8. Rồi một món, với lại một cái hộp của thằng Ấn Độ sản xuất ha, đây. Ấn Độ xuất cho thị trường Nhật. Hộp bằng inox.
Đây kích thước 13 nè nhân 8.5. Đó. Rất là kính. Rồi hai món nè, hai món này có mã là 77M10 ha, giá 350.000 hai món nha mọi người. Rồi em kết thúc cái video ở đây ha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi, ủng hộ.